Vừa rồi phải sao này Vin thôi, mà thứ này cực kỳ xuân sẻ luôn. Úi, xin lỗi. Nhanh nữa, nhanh nữa. Danny, em biết không? Xem kìa ông bạn. Hả? Em bị phạt. Này, bài của em đó. Bài của em đó? Biết cả. Mình đâu có thông minh như Gandalf bỏ tài sống con. Hả? Giờ học bài mới nhé. Em sẽ dạy cho cô một bài học. Đáp án này, để xem nào. 11. Số 11 lộn ngược mấy ghê. Không biết thầy hiệu trưởng nghĩ gì về tâm mới của mình nhỉ. Những con số không nói dối. Vì vậy chuyện gì vậy? Ngã lành. Chuột vàng đang hành động. Thôi kệ đi. Đến lúc tăng nhiệt rồi. Thế nào cũng đỉnh phải chót đấy. Mong là lần này mình làm chuẩn. Chắc mình phải cắt tóc mới thôi. Hả? Câu cuối này. Em đang làm gì vậy? Không có gì. Em sẽ được điểm F. Em đi đây. Hết rồi này. Lúc chơi vui thì thời gian trôi nhanh thật. Nhưng mình chả vui. Ai chả học nào. Cố lên. Mình là huấn luyện viên Pokemon. Mấy giờ rồi? Trời, lâu thế. Hả? Vâng, thầy hiệu trưởng, vâng. Tôi làm móng rồi đó. Cơ hội đấy rồi. Chơi game đây bà con. Vâng, tôi sẽ gọi thầy. Chuyện gì thế này ta? Mario chậm ghê. Đưa cho cô. Làm bài đi. Cô tịch thu nhỉ. Pokemon Pika. Chà, mình có kế hoạch rồi này. Kiểm tra bài tập của các em nhé. Xuất sắc. Tuyệt vời. Đỉnh cao. Cái gì? Tôi cần kính hiển vi. Thằng nhóc làm gì vậy? Nào kính, cố lên đi. Mình có thể bắn laser luôn đó. Chào cô, em là thật à? Pikachu. Đó là giả. Pikachu. Hey, em chào cô ạ. Đưa cho cô. Nhưng em sắp chơi xong cấp độ mới rồi. Cảm ơn. Bộ mình đang giáo này. Mình muốn ăn. Hiệu trưởng cho nè. Anh ấy hiểu mình ghê. Vâng. Đến đây. Ngon lành. Một bất ngờ ngon ngào. Được rồi, tới luôn nào. Mình thấy kho báu rồi. Em yêu của mình lại đây. Đến lúc tăng cân bằng Snorlax rồi. Ngon quá trời luôn. Để dành cho Ash một chút không nhỉ? Thôi, của mình tết. Tuyệt. Hả? Hết rồi sao? Mình vẫn còn thèm này. Cà phê. Đến lúc sang lại pin rồi. Ây, caramba. Mình siêu nhanh. Mình có thể phát điện cho cả thành phố luôn.
Có thảm họa gì sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai làm? Ôi! Ây! Là em! Chuyện gì thế này? Cô bắt được em rồi. À ha! Em không biết gì cả. Có mà đó cô. Tôi mệt. Em quá. Giờ ngủ trưa thôi. Cuối cùng cũng khỏe. Ui. À. Không. Ouch. Oh. Pokemon ngu ngốc. Pika Pika. Ôi trời, Pokeball nè. Tớ chọn cậu. Wow. Pika Pika. Pika. Wow. Pikachu. Xin chào. Pika. Thứ ghé quầy nhà mạng. Wow, tiền hả? Pika. Cậu không được mời quá à. Pikachu. Mẹ à, đừng lo mà, cứ để tớ giúp. Pika. Pikachu. Bạn tôi. Mia, đừng lo lắng. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ có cách cố mà. Cố lên nha, Pikachu. Được rồi, kiểm tra để tim coi. Nào. Tớ nghĩ cậu ổn rồi. Thôi, nói sớm quá. Yêu, ghê quá. Cậu ấy sắp ra đi. Tớ có cái này cho nhưng cậu. Nhưng mình sẽ cố gắng. Này, cầm đi. Để coi. Bắt đầu với phần tệ nhất. Bắt đầu thôi. Mình cần hộp của bà. Lúc nào cũng hiệu quả. Ok, xem thế này. Mình sẽ khiến bà tự hào. Con nên biết một vài bí mật. Sẵn sàng rồi. Thấy không? Ouch. Xin lỗi. Và sẵn sàng chưa nào? Và mũi cuối cùng nè. Bà ơi, nhìn này. Con nói đúng, phải thêm một chút nữa. Nhưng mà vẫn phải sửa ở đây. Ổn rồi. Biết rồi. Cậu trông kỳ quá. Một, hai. Xin lỗi bạn Hiền. Hết giờ rồi. Cho cậu cái này nè. Tim cậu vẫn chưa ổn. Cậu đừng hề nói gì cả. Gì? Ôi không, Pikachu. Rắc rối khó nhằn cần tới biện pháp mạnh. Đừng lo nhé Pikachu, tớ sẽ cứu cậu. Này. Ơn rời cậu vẫn còn bông. Không. Không. Không thể tin nổi. Không. Thế này có vẻ không ổn rồi. Ok, đâu rồi ta? Nó đâu rồi? Cái này kinh lắm. Chúng ta dùng khác thật nhé. Dùng hả? Thật luôn. Cậu ăn gì thế? Được rồi, tớ không muốn biết đâu. Pikachu cần trái tim. Không phải. Tin cho tim nè. Chuẩn. Đúng thứ mình này. Cần. Để tớ chỉ cần cách làm. Cẩn thận. Chờ chút, kiên nhẫn nào. Bước cuối nè. Đỉnh. Xong. Nhìn này. Bà mình đỉnh. Cháy quá trời cháy luôn. Mặt cậu phải đèn á. Cậu tim có hộp trang điểm không? Đập. Mình làm được mà. Tuyệt. Chắc chỉ cần sạc mà thôi. Để xem có gì nào. Gì? Cái này lạ thật. Sao lại không được? Gì? Máy nghe nhạc nữa hả? Ok. Phải sạc cực mạnh luôn. Chính xác rồi bà con ơi. Đúng thứ mình cần. Lại đây bé ơi. Sạc đi bé ơi. Sạc đi. Bước tiếp theo. Tớ nghĩ rằng vòng này phấn mắt là sẽ gì đánh rồi. Hả? Biến thành Wednesday nào. Gái à, tớ là hy vọng duy nhất đấy. Với lại tớ đã nói là tớ biết cách rồi mà. Giờ bạn môi. Sao vậy nhở? Ngon lành. Nhìn đi. Chứ. Cậu là ai? Pika. Cậu sống
vậy hả? Cần quần áo mới. Bố, trốn đi. Cậu không có quần áo đen hả? Xin lỗi bố, con mở ngay đây. Mùi gì vậy ta? Con ổn mà bố, cảm ơn bố. Mùi này lạ lắm nha. Cái gì cháy rồi? Chào bố. Không, đừng có anh. Đừng lo, đứng lại nào. Xin lỗi bố, con dọn ngay. Đúng rồi, nhìn này, cậu cần váy màu đen. Đây. Chỉ cần nướng cháy một chút thôi. Pikachu tội nghiệp. Ta-da. Ok rồi. Điều gì đẹp chứ sao? Có hiểu ý tớ không? Đương nhiên rồi. Dạ vâng. Ôi thôi nào. Pikachu, cậu ổn không vậy? May mà cậu vẫn ok. Bố nói đúng. Phòng mình bẩn quá. Tụi mình cùng quẩy nhé. Thế còn tớ? Dọn cho sạch thôi. Kệ xử đi. Pika Pika, cậu giúp tớ nhé. Pika 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 Pika. Wow, nhanh ghê. Pika Pika. Wow, mọi thứ sạch sẽ rồi. Giờ bật nhạc ngủ nha. Sẵn sàng nghe nhạc hay chưa? Đỉnh quá. Ngủ ngon nhé Pikachu. Quẩy đi Pikachu. Hay quá. Âm nhạc đúng là tuyệt vời. Pikachu. Gì đây? Pika bay. Nói chung là đi ngủ thôi. Khó quá. Bài với trật tập. Hay là mình dùng quyền trợ giúp nhỉ? Pikachu, muốn ăn snack không bé ơi? Pika. Từ từ. Cậu sẽ được ăn, nhưng phải giúp tớ đã. Pika Pika. Pika Pika. Có Pokemon tuyệt thật sự. Mình sẽ vượt qua vòng này. Pika. Pika Pika. Xong rồi hả? Pika Pi. Ok. Bánh của bé đây. Pika. Tokyo World không có môn toán hả? Pikachu. Pika. Cậu đáng yêu quá. Yummy yummy. Mình chưa thấy thịt màu vàng bao giờ. Mặt cậu bẩn quá kìa. Để tớ lau cho. Pika. Thôi nào. Pika Pika Pika. Ok. Phải dùng mẹo mới thôi. Nào Pikachu, cười lên. Pika. Ổn hơn rồi. Đừng di chuyển. Không biết sô-cô-la có sạc được cậu không? Xong. Pika.
giờ ăn được rồi này. Ỏng. Xem phim thôi. Ỏng. Ui, phần mình thích nhất nè. Pika. Pika. Thật luôn hả? Pika. Pika pi, Pikachu. Pika pika pika. Pi pika. Pikachu. Tớ xem trước cơ mà. Pika. Ơ, gì vậy? Pikachu. Pika. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Pika. Sợ quá. Chờ chút nào, chơi không? Lên nào. Sẵn sàng chưa? Nhảy. Pika, dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Pika, Pika. Pikachu quang. Pikachu, cậu sẽ làm điện thoại tớ cháy mất. Pika. May mà không nổ. Đèn của mình có mùi khét. Ôi, hỏng mất rồi. Pika, Pika. Pika. Pikachu. Có nguy hiểm không? Được rồi này, cảm ơn Pikachu. Làm luôn nào. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Ôi, tụi mình đỉnh thật. Wow, cái này hay nè. Nhìn kìa, chính là cậu ấy. Hello, các cậu khỏe không? Này, Pokemon của cậu đâu? Đi nào, tớ chỉ cho. Pika. Cái gì vậy? Gì? Trận này mới thành đó nha chị. Mình sẽ thắng. Không, cứ thử đi. Lên nào. Lên nào. Pikachu. Tôi đã sẵn sàng. Pikachu. Pika pika. Pika pika. Pika pika. Này, tạm biệt. Pika. Đi với chú đạo chuột vàng. Pika. Cháu đã bị bắt. Pika. Pika pika. Đứng thẳng lên, đừng nhồi nữa, cầm lấy. Pika. Pika pika. Pika. Với lại cháu định gây rối hơn. Thứ mình cần đây rồi. Chứ có cách rồi đó. Hết dùng điện nhá. Giờ chụp ảnh nào. Cấm có di chuyển đấy. Được rồi, làm thôi. Pika pika pika. Đi đâu mất rồi. Bánh của tôi. Pika pika. Được rồi. Đến đây. Pika. Ở bên này. Hết chạy nhá. Vậy là xong xuôi. Tạm biệt. Cháu có khóc nữa cũng không được thả đâu.
Cái này của mình, mình giỏi thật đấy. Dạ vâng, tôi đã rõ. Pika Pika. Hả? Pika Pika. Pika Pika Pika. Pika Pika Pika. 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 Tuyệt. Để xem trò gì. Pika. À, của chú mà. Chiều của mình yêu ghê. Pika. Ok, hôm nay mình làm nhiều thứ thật. Bạn có một thông báo. Pika. Pika. Nhà Pokemon. Gì đấy? Pikachu. Yes, mình đã đúng. Kẻ thù duy nhất của mình. Vậy là sao? Mèo. Làm thám tử thôi. Hy vọng Jesse không phát hiện ra mình hợp tác với kẻ thù. Để coi nào. Bước tiếp theo. Lên nè. Bình tĩnh mèo. Mình đang làm việc mà. Chà, giống như đàn lèn ấy nhỉ. Trông như đang làm việc nhưng không đâu. Tại tớ thích đàn lèn thôi. Xong. Chả hiểu gì luôn. HLEP đổi lại chỗ nào. HELP. Làm gì bây giờ? Vậy là sao ta? Nghĩa là gì? Đoạn. Mẹ. Sợ cảnh sát. Mẹ. Pika Pika. Mẹ. Là tiếng của cảnh sát đó. Chắc nhầm rồi. Giờ là giải cứu thôi. Pikachu, cố lên. Im lặng. Đó là bộ bóng này cả ngàn đô đó. Siêu nhỏ luôn. Đó là tên trộm méo mà lấy. Khóa này nhắm mắt tới cũng mở được. Làm gì với chú mèo này đây? Mèo, em là của mình. Mèo. Mèo. Mèo ngon quá. Mèo. Pika. Dinh. Càng rồi. Pika. Bắt được rồi. Mèo. Chào mừng đến với nhà mới. Tới giờ ăn rồi. Wow, ngon lành. Ăn vặt đúng là đá cái nư. Đến đây nào. Chảy hết nước miếng rồi. Chào cô cưng. Pika. 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 Pika, Pika, Pika. Pika, Pika, Pika. Mắc quá. Trời đất ơi, mắc quá đi. Khóa kìa. Nhảy nào. Pika, Pika. Pika. Pika Pika. Tớ làm được. Cháy. Nào đi thôi. Pika Pika. Pika.
con mèo. Pika, pika. Ăn lành cành hương rồi. Đứng đó, lấy chìa khóa đi. Pika. 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 Pika pika. Pika pika pi. Trời đất ơi, chìa khóa. Con nhỏ ngốc này. Nhà vua đã trở lại. Được rồi, để xem nào. Pikachu. Pikachu. Là thật. Hey, Pikachu. Đừng có tỏ ra tội nghiệp. Pika pika. Chịu được, chúng sẽ làm mọi thứ cháu yêu cầu. Được rồi, cháu đã tự do. Tuyệt. Giờ về nhà đi. Pika. Hả? Vào tù nhanh đi. Pika pika pi. Pika pika pika. Pika pika. Mẹ mẹ. Đây là kế hoạch A. Mình là vô đối. Shark shark. Shark. Pika. Mẹ mẹ. Shark shark. Cháu lại. Pika. Sự tự do của Pikachu. Shark shark. Pika. Cháu đã bị bắt. Pokémon. Ai gọi đấy? Sẵn sàng chưa nào? Vâng, năm 2023 Jigglypuff là một cô gái điện tử. Loại tội phạm kìa. Để coi sao nhá. Cậu đã được chọn, Timmy. Dám chơi bẩn hả? Tới luôn. Holding me back, gravity is holding me back. Tôi đã sẵn sàng. Tôi là Darth Vader và bạn là kẻ nổi loạn. Xem đầu ta cưu phung của tôi đây. Vậy hả Darth? Xem nè. Và đây.
Pika 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 Pika. Quá dễ luôn. Pika Pika Pika. Whoa, whoa.